Mấy hôm nay em đi làm không có quay được. Bữa nay chủ nhật được nghỉ mới quay lại. Nhãn đã cháy hết trơn luôn mọi người. Trời ơi, sắp ăn được luôn rồi nè. Nơi vườn cỏ không à. Chút nữa mình giật máy đi giật máy làm cỏ cái này. Trời, cỏ lên hoa luôn. Cỏ gì đây? Lên hoa cũng đẹp chứ à. Mấy bác cháu bữa làm xung quanh cái cây hơn 10 giờ. Phải bữa lên đẹp lắm mọi người. Bên này nữa nè. Là một cái ụ xung quanh hơn 10 giờ với cái cây gì của mẹ mình. Ở giữa thì rải hoa. Còn cái hồ cá của mình bây giờ thành hồ hồ nồng nọc luôn à. Ba mẹ đó. Quá trời nồng nọc luôn nè mọi người. Trời. Bơi lên hồ luôn. Quá trời luôn. Toàn nồng nọc không. Cây hoa súng của mình hôm bữa nó không có ra hoa được. Nó hết chất dinh dưỡng cái mình bỏ đất mới thêm vô. Bỏ thêm đất mới vô cái là hôm nay nó ra hoa nè. Ra lá ngon lành nữa ha. Bể ngoài này để nó nọc dữ quá. Để bữa mình mua mình rất mình nuôi thêm con gì đó để cho nó ăn bớt là nọc. Trời, hết nước luôn rồi. Cây sen à, cây súng này mình trồng ở trên cạn vậy mà nó tốt hơn ở dưới nước luôn mọi người. Một cái gốc của nó ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nụ hoa luôn. Cái lá này là lá cạn. Mình thuần cho nó, mình thuần nó thành lá cạn rồi nè. Chứ còn nếu mà cái lá ở bình thường ở dưới nước á, mọi người đem lên trên cạn để là hồ nó bị cháy lá nó chết hết. Nụ quá trời luôn. Cái này nụ, cái này cây già hơn. Quá trời cỏ luôn. Xíu mình giật cái máy ra. Cỏ. Hôm qua có một anh lấy hết 10 chậu cái kè. Cái cây này của mình nó bị nấm gốc rồi. Rau cũng lên quá trời luôn mọi người. Ăn hết bữa rồi nè. Tỉa thằng bữa rồi ăn nè. Chết luôn hả? Rồi. Vậy đâu kịp hả? Cãi lên. Này bác gieo cải mèo nè. Không biết cải mèo là cái gì mà lên dữ lắm. Mới gieo bữa hai bữa lên. Mướp chuẩn bị leo rồi nè. Tháng nữa có mướp ăn. Đây. Cái kho bao nhiêu đất là trồng bao nhiêu. Rau lan. Lan về bữa cho mình nuôi thêm thỏ. Cái này trên này rau lan tím, cái này rau lan gì, rau lan bình thường. Bữa có hàng bắp mình gieo đại cũng lên. Chút nữa chạy máy là hết.
hai chiếc cỏ luôn. Chỗ này mẹ mình lũi củi với bác mấy ngày nay trồng mới xả nè. Dữ thiệt. Đào hố để trồng tre nè. Đào hố được phê lắm. Quá dữ luôn. Cỏ lên nữa nè. Lúc đó mình giật cái máy ra mình làm á. Lên mớ là chưa làm cỏ. Gì bác? Có. Đang mở lên trước. Xả bắt đầu nảy mầm. Bữa mấy cây mai của mình trồng đợt trước cũng lên mầm rồi. Tốt rồi đó. Bắp cũng lên. Bắp cũng lên rồi. Ngon lành này. Cái mai lên mầm đẹp chưa? Lên nụ hoa luôn nha mọi người. Ghê chưa? Cái này là đây bên này thì hồi đợt đầu bác mình có trồng thử nghiệm vú sữa hoàng kim ở đây nè. Ở đây vú sữa hoàng kim rất là hiếm, ít ai có. Vú sữa hoàng kim này nhìn cái lá nó khác với vú sữa bình thường đó mọi người. Okay.